Cách đây 1 năm là cũng bị đột quỵ. Phân tích này thì nó có cho mình một cái kết quả là cô đang bị tăng cholesterol máu toàn phần, là mình đã từng bị đột quỵ rồi. Mình sẽ thấy là nó rất là nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nếu như mà mình không cải thiện sớm cái tình trạng này thì những cái bệnh lý này của cô nó sẽ không có cải thiện được, mà nó ngày càng trở nên nặng nề hơn. Hôm nay là cũng hai chị em cũng đến đây để nhờ bác sĩ tư vấn dùng. Bị máu nhiễm mỡ rồi càng ngày có thấy nó càng hơi mệt. Lâu lâu nó cũng mệt, nhức đầu, chóng mặt. Nó lên cân xong sao mà nó huyết áp lên 150. Cách đây 1 năm là cũng bị đột quỵ. Như là đang ăn cơm gì đó thì chạy thì tự nhiên gặp cái chén, rớt cái chén cũng không hay. Thì coi như là mắt không còn thấy gì nữa hết trơn, mà nhức đầu, nhức mặt cái gì không còn mờ lắm rồi. Thì giống như là cái đèn điện thoại mà nó tắt nguồn vậy đó. Thì mới đưa đi cấp cứu, giật mình vậy thì coi như là cái hộ sao nằm trong bệnh viện. Nghe chị nói thì cũng sợ. Tại vì bây giờ á, béo rồi cũng sợ ra 80 với chị. Mà hầu như là cái bệnh gì của chị có là mình có hết. Nên là cũng sợ rồi á, là đau như đứng khó khăn lắm. Vì khi ngủ nó đau nhất, xương khớp nè, rửa loạn tình đình, chóng mặt. Rồi á, mở trong mắt. Khó ngủ lắm, khó đi đứng, khó người ta. Cho nên bây giờ hôm nay là hai chị em đến đây để mà nhờ bác sĩ giúp cải thiện, để có cái hiệu quả nào mà tốt nhất để cho con trai chị em có sức khỏe. Chào mọi người, mình là Kim Ngân, bác sĩ tại tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc, tiền thân Viện Thẩm mỹ Korea. Như hai cô thì đang gặp cái tình trạng về đau nhức xương khớp. Vì lý do là tại vì cái tổng trạng cơ thể của mình hiện tại là cái phần thân trên nó rất là nặng, ước lượng là từ 12 cho tới 20kg mỡ thừa. Nó sẽ gây ra một cái áp lực cơ học xuống cái phần thân dưới. Lâu dần nó sẽ làm mài mòn sụn khớp cũng như là làm hẹp khe khớp, sẽ làm cho cái tình trạng thoái hóa khớp của mình ngày càng nặng hơn, sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề đi lại của mình và mình bị đau nhức xương khớp rất là nhiều. Cái lượng mỡ dư thừa này á hai cô thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới các bệnh lý như là tăng huyết áp hay là cái bệnh lý tim mạch mà hai cô đều đang mắc phải. Ngoài ra thì đặc biệt thì cô Huệ á, là mình đã từng bị đột quỵ rồi. Mình sẽ thấy là nó rất là nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nếu như mà mình không cải thiện sớm cái tình trạng này thì những cái bệnh lý này của cô nó sẽ không có cải thiện được, mà nó ngày càng trở nên nặng nề hơn. Dạ, ở đây thì con đã có cái bảng chỉ số xét nghiệm của mình sáng nay ha. Thì con xin phép phân tích một chút xíu để hai cô hiểu rõ hơn ha. À dạ, đối với cái tình trạng của cô Huệ á, thì hiện tại thì cái bảng phân tích này thì nó có cho mình một cái kết quả là cô đang bị tăng cholesterol máu toàn phần, có nghĩa là một cái bệnh lý mỡ máu của mình đó cô. Dạ, trong đó thì cô cái chỉ số mà LDLC có nghĩa là cái mỡ máu xấu của mình á thì nó đang bị tăng. Dạ, cho nên là cô cái tình trạng mà bị đột quỵ của cô á, nó cũng do cái phần này, nó gây ra cái biến chứng. Rồi còn đối với lại tình trạng của cô Tiên á, thì hiện tại thì con đang thấy là cô có đang bị tăng cholesterol máu toàn phần, ngoài ra thì cô có bị tăng triglycerides nữa. Và cái chỉ số triglycerides này của cô thì hiện tại đang tăng khá cao đó cô. Dạ, và mình phải uống thuốc cũng như là mình cũng phải điều chỉnh cái cân nặng của mình thì nó mới cải thiện được cái vấn đề này. Thì hai cô cũng đừng lo lắng quá. Mình muốn cải thiện được cái tình trạng sức khỏe này của mình á, thì trước tiên là mình phải cải thiện được cái lượng mỡ thừa trong cơ thể và bóc tách được cái mỡ nội tạng của mình trước đã. Thì những cái bệnh lý nền của mình nó cũng sẽ được cải thiện theo. Tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical cũng có một cái liệu pháp là độc quyền, là liệu pháp Đông Bang Fat Loss Booster, hoàn toàn không xâm lấn cũng như là an toàn, không đau đớn và hiệu quả nhanh chóng. Ngoài ra thì với các bệnh lý nền của hai cô á, thì bác sĩ sẽ hỗ trợ thêm cái phần cấy chỉ và các vị trí kinh lạc ở vùng tay, vùng ngực và vùng chân để cải thiện các bệnh lý nền của hai cô như là tăng huyết áp này, các bệnh lý về tim mạch cũng như là đau nhức xương khớp của mình. Với thể trạng này của hai cô á, thì sau khi mà kết thúc liệu trình thì bác sĩ mong muốn là sẽ giảm được cho hai cô từ 15 tới 20kg mỡ. Ngoài ra thì các chỉ số sức khỏe của mình nó cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Từ đó thì sức khỏe của mình sẽ được nâng cao hơn và sẽ giảm đi các biến chứng nguy hiểm về sau. Thì khi nghe bác sĩ tư vấn cũng rất là hay đó. Bởi vì trên chị cũng có xem mấy cái clip ở bên em đó. Nên là chị cũng tin tưởng chị qua đây để mà giảm béo để có sức khỏe. Nhân tiện thì cũng chia sẻ với hai cô là tập đoàn Đông Bang Medical đang có chương trình ưu đãi lên đến 50% chi phí thoát béo, cùng với rất là nhiều cái ưu đãi khác nữa. Thì về mặt chi phí thì hai cô đừng quá lo lắng nha. Vừa được giảm béo, vừa có sức khỏe mà được sức ưu đãi vậy thôi, bây giờ dịp này là phải làm thôi. Làm vậy để làm đẹp, để Tết có sức khỏe rồi có cái dáng đẹp để đi vui Tết nữa nhé. Đông Bang Fat Loss Booster, công nghệ giảm mỡ hiện đại bậc nhất thế giới. Bước 1, đo chỉ số body với hệ thống máy công nghệ cao. Bước 2, lên phác đồ huyệt đạo cá nhân hóa, phục hồi sự trao đổi chất ở 8 hệ cơ quan chức năng, tăng cường đốt calo dư thừa, giúp khí huyết lưu thông, cải thiện bệnh lý nền cũng như các bệnh lý do béo phì gây ra. Bước 3,
thủy châm siêu vi bào Martin Duo chống đích vùng mỡ thừa cần giảm. Bước 4, khuếch tán cực đại siêu vi bào Martin Duo đến các mô mỡ tập trung theo vùng cả ngày lẫn đêm để ly giải mỡ thành carbon hydrate và chất lỏng đào thải ra khỏi cơ thể thông qua hệ bài tiết tự nhiên. Viện thẩm mỹ Korea 15 năm vững vàng vị thế, một trong những thương hiệu giảm béo top đầu châu Á, tự hào thực hiện hơn 150.000 ca thoát béo thành công. Vinh dự trở thành thành viên thứ 73 trên toàn thế giới, chính thức sáp nhập vào siêu tập đoàn thẩm mỹ đa quốc gia Đông Bang Medical Hàn Quốc và đổi tên thành tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc. 36 năm hình thành và phát triển cùng sự dẫn dắt tài tình từ chủ tịch tập đoàn Kim Kyon Sik, Đông Bang Medical đạt nhiều giải thưởng danh giá, công ty toàn cầu tốt nhất, sản phẩm và nhà sản xuất hàng đầu thế giới, các công trình nghiên cứu khoa học đạt giải Nobel, với 6 nhà máy dược mỹ phẩm khổng lồ trải dài trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc, hơn 200 giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học, hóa sinh học từ các bệnh viện và đại học y nghiên cứu cùng hàng ngàn nhân sự vận hành. Tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc, tổng đài 1900 0361.